Rồi thẳng lên, vô ghế luôn. Rồi ngồi xuống. Mời hai bạn gỡ mặt nạ của mình ra. Rồi, tươi tỉnh chưa? Rồi ha, bây giờ hai bạn đã ngồi vào vị trí của mình rồi. Chúng ta cách nhau một cánh cửa trái tim ha. Bây giờ mình sẽ giới thiệu thật là lớn, rõ để cho đối phương có thể nghe được những thông tin của mình. Mời bạn trai giới thiệu trước. Dạ, em xin chào tất cả các bạn biên tập, chào chị Cát Tường và chào bạn nữ bên kia. Em tên Lê Hoàng Minh, sinh năm 1987, nghề nghiệp là nhân viên lái xe công ty xây dựng, làm thành phố Hồ Chí Minh. Rồi hiện tại là em đang ở đâu? Em ở Đức Hòa mà em làm ở thành phố Hồ Chí Minh, sáng đi chiều về. Là coi như nhà mình là Long An. Dạ. Rồi chạy lên thành phố Hồ Chí Minh mỗi ngày sáng đi chiều về. Có bữa cũng khi ở lại, mà trời mưa bão mà ở lại. Mưa bão ở lại luôn. À. Rồi, mời bạn gái giới thiệu. Chào chị Cát Tường và chào bạn kia nam bên kia. Em tên Nguyễn Hoàng Kim Hương, năm nay 28 tuổi, hiện tại đang làm nhân viên văn phòng. Em làm việc ở đâu Hương? Em ở quận 10 mà em làm việc ở Phú Nhuận. Hiện giờ em đang sinh sống với ai? Hiện tại em đang sinh sống với lại cậu với lại mẹ với em gái. Cậu với mẹ với em gái. Rồi, bây giờ mình giới thiệu một xíu về bản thân của mình nè, những điểm mạnh, điểm yếu của em là cái gì? Thì chị là điểm mạnh của em là thích hòa đồng với mọi người trong công việc, đi làm phải đúng giờ đúng giờ. Còn này điểm yếu của em là không biết nấu ăn, không thích tụ tập ở chỗ nơi đông người. Không thích tụ tập, không thích nấu ăn. Không biết uống rượu bia, hút thuốc. Không rượu bia, không hút thuốc luôn. Trời từ nhỏ ơi. Tới lớn vậy. Từ nhỏ lớn luôn. Chắc người còn sót lại của thế kỷ nè. Không thích tụ tập, không ăn chơi gì hết, không rượu bia, không thuốc lá. Vậy thì những cái giờ rảnh rỗi ngoài lúc đi làm em làm gì? Đồng vòng uống cà phê với mấy anh em thôi. Đi xong thì về, rồi tới giờ làm em làm hình như quanh năm suốt tháng. Đi làm không bao nào được nghỉ. Trời đất ơi, vậy rồi ví dụ giờ có bạn gái rồi, thời gian nào đi chơi bạn đó, gái? Thời gian thì có, lúc nào cũng có. Tại vì chưa có bạn gái cho nên mới vậy thôi đúng không? Thế còn em thì sao? Điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì? Điểm mạnh của em là em ngoan, hiền, em có trách nhiệm trong công việc, với làm nhiệt tình. Điểm yếu? Điểm yếu của em là lái xe hơi bị yếu. Chứ bằng hằng ngày em đi làm thì em vẫn tự lái đi làm hay là ai chở? Dạ, bình thường em là cái chạy xe mà chạy cái tốc độ là hơi bị chậm. Chứ lại em hơi nóng tính một tí. Cũng hơi, em thẳng tính nữa. Lái xe chậm là do mình nhát, hay là mình thấy xe cộ đông mình sợ, hay là tại vì mình làm gì mình cũng thích là mình cũng chậm? Dạ không, tại như xe đông á là em chạy chậm. Nhìn thấy xe đông á mình sợ đúng không? Dạ, thôi thì chậm thì an toàn thôi, đâu có sao đâu. Cái đó cũng không phải điểm yếu gì. Còn gì nữa không? Em giống là em hơi nóng tính, tại dụ như hay cáu tí, dụ như áp lực công việc mà ai hỏi quay lại em cáu. Em nạt người ta tối về em suy nghĩ, em mai sáng mai xin lỗi. Vậy hả? Tự dạ. Nạt xong rồi tự xin lỗi luôn. Hay quá, có nghĩa là nhưng mà vẫn là được. Tại vì mình nóng xong rồi mình về mình có biết suy nghĩ lại nữa. Nhưng mà nếu vậy thôi mình phải rút kinh nghiệm. Để dạ. Sau này khỏi mất công suy nghĩ rồi khỏi mất công xin lỗi ha. Dạ. Rồi sở thích của em là gì? Sở thích của em chính là... Không biết anh bạn bên kia, anh có biết có sở thích cùng với em không? Tại em thích xem phim kinh dị một mình với nuôi động vật. Nuôi động vật? Dạ. Xem phim kinh dị một mình. Có nào xem phim kinh dị không? Em cứ xem một chút em ngủ thôi ha. Xem chút ngủ à? Phim kinh dị mà ngủ hả? Hay là xem phim gì ngủ? Xem phim ngủ chứ lớn lớn chút là từ em ngủ luôn à. Rồi xem phim tình cảm có ngủ không? Em cũng không vậy. Em nhắn chút là tối em coi đã chút vậy. Cả 15 20 phút là em thấy là em ngủ à. Cái kỳ vậy, ta coi phim ta phải bị lôi cuốn hấp dẫn, người ta theo dõi căng mắt ra chứ tự nhiên coi phim chút xíu ngủ. Em phim em coi đụng đụng chút chút nữa là cái em ngủ tiêu rồi. Trời đất ơi, rồi để coi mai mốt coi phim với bạn gái có ngủ nữa chừng không nha. Cái đó chắc không buồn ngủ đâu. Không buồn ngủ đâu ha. Rồi còn có thích nuôi động vật không? Có, rồi đàn vật chó ở nhà cũng có nuôi. Sau này nó bị ăn cắp đó rồi nhà không có nuôi. Lâu lâu như em cứ đi công tác rồi ra ngoài kho bắt mấy chó lao rê, nhận chó cỏ lao rê bởi em về nuôi. Thời tiết mình đây chịu không nổi, nó chết. Trời đất. Cứ ngày em bệnh mà em bị trị ngày trăm mấy chục ngàn, chích nó nước biển trói tay cho chích nó vô nước biển nữa được ruột. Với thức ăn nữa ngày trăm rưỡi con ngày 300, hai con. Rồi, sau này chết rồi chó. Thương chó bệnh có đem đi giờ khám bệnh chích thuốc nữa. Dạ, được ha. Có tinh thần yêu động vật. Tình duyên của em thì sao? Tình duyên của em có một mối tình mà em chia tay cũng 6 năm rồi. Lý do chia tay? Nó bắt cá hai tay, em chia tay. Ai bắt cá hai tay? Bạn gái. Hết hồn tưởng đâu em bắt cá hai tay chứ. Rồi em quen người đó được bao lâu mà phát hiện người ta bắt cá hai tay? Quen rồi đó, hồi năm 2013, tính là tới 2015, 16 là em tính cưới. Mà tới đó là em nghe bắt cá hai tay là em chia tay. Em nghe thôi hay là em thấy? Em thấy bắt cá hai tay. Chính mắt em thấy luôn. Rồi còn em sao? Tình trường mình sao cưng? Dạ em có một mối tình đơn phương từ hồi cấp 3. Tại em thích cái bạn bên cạnh mà bạn thích em.
Bạn nó có biết em thích không? Lúc đó em nhát quá, em ngại không dám nói. Bởi vì chị nhìn là chị biết em nhát rồi hà. Mà rồi cuối cùng là ôm mối tình đơn phương nó bao lâu? Chắc cũng phải được 1 năm, 2 năm chị. 1 năm, 2 năm luôn? Mà em không có biểu hiện gì ra bên ngoài hết trơn hả? Hay là mình cũng có nhá nhá mà người ta không để ý, người ta không thấy, hay là ta cố tình không thấy? Cái đó em cũng không biết. Tại vì lúc nhìn bạn nó ngại quá không dám nhìn. Trời ơi, em thích người ta mà em không dám nhìn luôn thì làm sao mà người ta biết được? Sau khi biết bạn đó có bạn gái là em về em ngồi em khóc một mình. Một mình luôn? Mà suốt 2 năm mà em thích bạn đó thì có ai bạn bè nào biết không? Dạ không, em không nói. Không chia sẻ với một ai hết. Bậy ghê á, lần sau có cái gì mình phải nói. Ví dụ mình nhát, mình không nói được thì mình cũng nhờ bạn thân của mình vậy đó, người ta nhá đèn lên hoặc người ta nói ép vô giùm cho mình. Chứ em im re luôn rồi, đâu có ai biết gì đâu. Sao vụ đó giờ rút kinh nghiệm là em thích ai là cứ nói thẳng. Đúng. Nhưng mà sao từ đó nay có thích ai nói thẳng chưa? Nói chung của hồi sinh viên cũng quen được một vài mối tình. Nhưng mà của em là cao lắm là 3 tháng, thấp nhất có 3 ngày chị ơi. Sao kỳ vậy? Lý do? Tại mấy bạn nó thích quen là thơm nhưng mà em không có chịu. Tại tính em hơi cổ lưu sĩ chút, là quen là phải mình nói chuyện thân rồi mình nắm tay đúng không mới thơm. Mấy bạn nó thích nhảy mà mới sợ. Quen cái là vô là đòi hôn người ta liền. Dạ em sợ quá em chạy. Cái em chạy luôn. Là hiện tại giờ là đã hôn lần nào chưa? Dạ chưa. Chưa luôn? Nắm tay có rồi đúng không? Chưa. Nắm tay có rồi đúng không? Chưa. Chưa luôn. Tại đâu có ai chịu nắm tay đâu, đòi thơm hơn chạy thôi trước chứ chị. Trời ơi, nhiều khi người ta cũng đâu có ý gì đâu, mình nghĩ vậy cũng quan cho người ta. Nhiều khi thật sự bây giờ cái nắm tay hay là cái hôn má thì nó cũng rất là dễ thương. Chứ quen 3 tháng không cho ta nắm tay sao ta chịu? Tại em thích dạng nói chuyện hơn lâu hơn chút á. Lâu là bao lâu? Bây giờ quen bao lâu rồi mới cho nắm tay? Chắc độ khoảng 3 tháng đến 6 tháng. Trời ơi, 6 tháng mới cho nắm tay hả? Trời ơi, được không em? Sao em nghe để em thấy sao? 6 tháng mới cho nắm tay. Để chị trả giá xuống cho em 3 tháng rưỡi. Hồi đó 3 tháng nắm tay là chị tay hết rồi đó. Trả giá xuống thêm nữa em chị. Không được. Thì bạn gái đồng ý bao nhiêu em chịu bao nhiêu. Phải không? Em phải thay đổi tư duy lại chút xíu. Đúng, mình gìn giữ là đúng. Em là người cũng bên đây cũng là người hiếm có còn lại nè. Em cũng là người quá đặc biệt luôn. Cái thời buổi giờ rồi cái nắm tay không cho người ta nắm nữa, làm sao tìm hiểu? Nắm coi có điện chạy qua không mới biết người này nó có hợp với mình không, là mình mới tìm hiểu chứ. Bây giờ đầu tư hoài 6-7 tháng trời mà mất thời gian, mà rồi cuối cùng cái tự nhiên lúc nắm tay nhau cái thấy vô duyên, không phù hợp rồi chia tay, rồi cũng mất thời gian. Hơi điều chỉnh xíu thôi nha. Dạ. Rồi. Ấy bây giờ hình mẫu lý tưởng của em là như thế nào? Muốn tìm một người như thế nào? Bạn gái thì dễ nhìn được chứ. Dễ nhìn. Dễ nhìn là sao? Có ngoại hình mà mắt mũi miệng cao thấp hay như thế này, có yêu cầu gì không? Cái đó không có đòi hỏi. Không đòi hỏi gì hết. Gì dễ vậy ông? Ế quá hả? Không, ế quá sao không được hả? Chứ đòi hỏi quá cũng đâu có được đâu. Hỏi quá không đâu có được đâu. Hiền dữ, gặp này hiền quá. Rồi à. Còn em? Em muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Bạn trai của em cao 1m65 trở lên. Tính tình hiền. Cũng có trách nhiệm cho công việc, cũng biết phụ giúp cho việc nhà. Thích mập hay ốm? Dạ, dáng người vừa người chị. Vừa người? Dạ, anh ấy không có hút thuốc lá. Đây, không hút thuốc lá, không rượu bia, không đi chơi, không gì hết. Không đi chơi luôn hả? Không đi chơi luôn, có đi cà phê, cà pháo. Có đi chơi mà đi đúng giờ, dắt về chị. Có đi chơi mà đi về đúng giờ, đúng giấc, hợp với em đó. Bạn nó không có hói gì. Không có hói, tóc rất nhiều. Để răng cỏ đầy đủ. Răng cỏ đầy đủ, nhăn răng rồi kiểm tra coi. Răng cỏ đầy đủ, trắng trẻo. Được, hơi mập chút xíu được không? Có da, có thịt. Dạ được. Ôm cho nó sướng. Thôi, em ôm cứ ôm quen rồi. Thì mai mốt lấy chồng phải ôm chồng chứ sao ôm cứ ôm được hoài được. Đào đưa chị coi hình coi. Chưa có chồng thì mới ôm có ôm chứ. Rồi giờ em là không có yêu cầu gì hết phải không? Vậy em tìm đi, em thích nhìn vô bằng cái giác quan của mình. Chấm cô nào, chứ giờ em đâu có đưa tiêu chuẩn ra đâu. Đó, bây giờ em lựa đi. Trong 3 anh đó đó, em lựa cho anh, cho chị một anh. Thích cô nào? Cô này. Lý do tại sao cô này? Dạ, em đón nại, cô nào cũng được mà nhìn đón nại. Sao cô nào cũng được? Trời đất ơi. Ba cô, có 4 cô thì chơi 4 ý, thì đó có 1 ý là đúng rồi. Một cô này. Nhưng mà tại sao trong 4 cô này em lại chọn cô này? Nó cũng phải có một cái, em chọn dựa theo cái gì chứ? Tại phải phụ nữ có thể đem mắt kiến nhìn đẹp hơn. Thích phụ nữ đem mắt kiến nhìn đẹp hơn. Rồi em chọn ai? Dạ, em chọn cái anh này. Lý do sao chọn anh đó? Tại vì theo là miêu tả anh kia thì có lẽ anh này đúng hình hơn. Là anh này anh bụng bự đó, anh bụng hơi bự bự đó. Dạ. Được không? Em thích anh chính giữa hơn. Thích anh chính giữa. Chọn mà mặt buồn quá vậy, kỳ vậy. Để em thích anh được gầy rồi. Một tí. Bây giờ chị Tường sẽ mở cửa trái tim ra ha.
để cho hai bạn có thể trò chuyện trực tiếp với nhau và xem ngày hôm nay mình lựa chọn vậy là đúng hay sai nha. Rồi, mời hai bạn. Dạ, em chào anh ạ. Sao? Nhìn trực tiếp nó khác gì trong hình không? Dạ, không khác mấy. Không khác mấy. Khác em, trong hình là khác à. Tại vì em chọn người khác rồi. Có những hình đó, hình em là khác á. Hình đó nó chụp mấy năm rồi, hình này. Dạ, hồi này cũng khác, đó em ốm. Bây giờ em nhìn ra thấy cổ đây là em biết là ai trong này chưa? Ờ, hồi nãy chỉ cô đeo mắt kiếng, thích xem đeo mắt thì kiếng. Cũng đúng rồi, cách có người. Trời. Rồi còn cái này sao? Em chào tặng nha. Chị chưa nào tặng? Dạ tặng. Trời ơi, chết rồi. Đây nè, tặng qua trái tim luôn. Anh tặng em là một bó hoa hồng là 62 bông. Là em biết anh ở tỉnh nào rồi? 62 bông ở tỉnh nào? Em biết tỉnh nào không? Long An. Trời ơi, lần đầu tiên tôi mới thấy luôn vậy luôn á hả? 62 bông mà mang. Người ta tặng, một là ta tặng theo tuổi bạn gái. Hai người ta tặng 99 bông hồng vậy đó, tình yêu. Có tại sao 62 mang mở vòng của tỉnh, người con tỉnh Long An vậy? Tặng bông hồng cho người yêu mà tặng theo có biển số của tỉnh khác. Duyên dáng. Rồi em tặng quà gì em tặng cho anh đi. Em tặng anh những viên kẹo ngọt ngào khi mà anh ăn thì nhớ tới em. Bữa gặp hôm nay. Trời ơi, anh món kẹo này thích lắm, bỏ xe đi nha quay. Phải không? Em muốn hàm răng đẹp mà em tặng kẹo cho ông không ăn, ông súng răng được sao cưng? Có, ông đừng sợ súng vậy. Nghe em làm giáo khoa đừng sợ súng. Vậy hả? Hai bạn sẽ được thưởng thức một món ăn rất là ngon của nhà hàng Hoàng Yến. Món ăn có tên gọi là mì ý sốt bò bằm và cộng với bánh với trái cây nữa nha. Mì ý sốt bò bằm của nhà hàng á là một cái món ăn Ý được làm từ sợi mì ống rất là đặc biệt, cọng mì thì to, dai, đặc trưng và thường được ăn kèm với những loại sốt như là sốt bò bằm hay là sốt phô mai hay sốt nấm gà. Rồi mời hai bạn thưởng thức. Nhớ là vừa ăn vừa tâm sự nha. Ga lăng phục vụ bên này xíu nha. Mời em. 5 phút chị Tường quay lại trò chuyện nha. Dạ mời anh ạ. Anh ơi cho em hỏi quê anh đâu anh? Quê anh ở huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, giáp ranh thành phố. Giáp ranh thành phố hả? Bây giờ từ đây đến đó xa không anh? Tại trước chị em chưa tới Long An bao giờ. Dạ, anh giáp ranh thành phố thì có những mấy cây à. Vậy lên đây là anh đi xe máy luôn hả? Xe máy, có bữa đi xe con về. Có khi trời mưa bão thì lấy xe về. Còn mấy bữa nào mà đi kẹt xe lấy xe máy về. Xe máy đi đường dễ chạy hơn. Vậy là bữa nào mà lỡ mà xe có vụ ấy trục trặc gì em hú anh chở được không? Anh trên từng cái số, cái gì cho anh biết trước anh xin phép. Ủa anh sống chung với ba mẹ luôn hay sao? Nhà anh có một anh trai à, nhà ba chị em một anh trai à. Vậy hiện tại là anh ở một mình hay là ở nhà chung? Cha mẹ, ở nhà mẹ, hai chị có chồng hay đi hết rồi. Vậy anh nhận xét gì vậy em? Thì thấy em thấy phù hợp với anh, em dễ chịu. Nãy nghe cho em nói mà hơi nóng giận nữa, bớt đừng nóng giận lại. Cái gì cũng từ từ, đừng nóng giận. Tại nhiều khi em cũng lo là kiểu như tính em thẳng nè. Em nói như cái gì thì không thích nói thẳng, chứ đừng ấp ức cho nói. Nhưng em sợ em nói thẳng quá lại mất lòng anh chứ gì. Nếu em nói thẳng em dữ quá là anh mất tiêu rồi. Anh chút nào hiện lên lại anh ai chửi chửi thôi anh mất tiêu rồi, chút nữa lại đi cười rồi về. Nhà anh không có nóng giận, không giận bất cứ ai hết. Khi ta nói chúc người giận hơn ta nói người nào giận thì chúc người đó là xin lỗi mình. Không gặp chúc anh em để nói vậy thôi. Quê không có coi coi như là không có chuyện gì xảy ra. Anh thì nào giờ không có giận không hờn ai. Ăn chưa? Nãy giờ có ăn không? Em vẫn thức vậy được nha. Lo nói chuyện phải không? Nè bây giờ chị chia sẻ với hai bạn nha. Nãy giờ ra ngoài là phát hiện ra hôm nay đến với chương trình là có mẹ của bạn gái nữa. À, cũng có đi với mẹ. Rồi bây giờ chị sẽ mời mẹ vô để em chào bác gái một cái. À. Dạ cũng mời cô ạ. À, thưa cô, hồi nãy giờ cô ngồi ở ngoài á, cô theo dõi cái cuộc gặp mặt của hai em thì không biết là cảm xúc của cô hiện tại bây giờ như thế nào ạ? Dạ thì cô thấy là hai em này thì nói chuyện thấy cũng có vẻ hợp hợp với nhau. Riêng anh này á, thì cô thấy hiền, lanh lợi, dễ thương. Thì cô thấy là được á, anh này được. Còn đó là bản thân cô, còn tùy hai đứa cảm thấy hợp thì mình bấm nút cho nhau cơ hội để có thể là tìm hiểu nhau sâu hơn. Dạ. Tìm được một nửa yêu thương của mình. Dạ, cảm ơn bây giờ cô có lời nào dành riêng cô muốn nói với con gái của mình không? Hương ơi, mẹ thấy được các con nên bấm nút để chọn anh bên kia.
Nhưng mà hồi nãy giờ các Tường có ngồi chia sẻ về cái vấn đề, Tường cũng không biết có cô ở ngoài nên Tường cũng chia sẻ về cái việc mà nói cái vụ mà nắm tay đó cô. Thế thì không biết là ở nhà mình đó là cô có quá khắt khe với em hay là cô cái đó là tự em từ là đã có suy nghĩ như vậy từ đó đến giờ. Em Hương á thì là từ nhỏ tới giờ tính tình rất là nhút nhát. Dạ. Về nắm tay thì em đã rất là rụt rè. Dạ. Với lại em phần á là cũng do ba. Ba rất là khó. Cho nên mỗi khi mà quen bạn nọ kia mà nắm tay thì ba hay la lắm. Ba thì ba của Hương nói là khi nào mà thân rồi thì mới cho nắm tay. Dạ. Thì hôm nay là cô thấy thì cũng theo thời đại mới rồi thì mình có thể là du di chút xíu. Dạ. Mình quen thì mình thấy là nói chuyện hợp hợp thì có thể nắm tay được. Dạ. Cảm ơn cô rất là nhiều. Em có hứa hẹn gì với cô không? Nếu như được có cơ hội mà cùng sánh bước với em Hương thì em sẽ như thế nào? Cô, nếu mà cô cho con cơ hội mà cô có thể bước tới cho với em Hương mà rồi. Có thể tiến xa hơn nữa. Dạ. Rồi cô sẵn sàng cho con cái cơ hội để có thể tìm hiểu em Hương được sâu hơn. Dạ. Sao giờ Hương cảm thấy sao? Có muốn nói gì với mẹ không? Dạ mẹ bắt đầu đồng ý thì bấm rồi. Mình phải thích không chứ phải. Đâu phải mẹ đồng ý là mình bấm. Quan trọng là em có thích không. Đương nhiên ba mẹ tư vấn là đúng, nhưng mà ba mẹ đồng ý mà em cũng phải thích nữa, nha không? Rồi, dạ. Dạ, cảm ơn cô nha cô nha. Dạ, rồi, dạ. Để cho hai bạn tiếp tục tâm sự. Cảm ơn cô. Đây, bây giờ mỗi bạn sẽ bóc mấy câu hỏi nha cho của chương trình đưa ra, rồi mình thực hiện những yêu cầu ở trong này nha. Rồi, mời bạn trai một lá, mời bạn gái một lá. Rồi, đọc lớn yêu cầu lên, bạn gái đọc trước đi nè. Bạn nam hãy chủ động tỏ tình lãng mạn và xin phép nắm tay hôn bạn gái. Rồi, hơi khó đó nha. Rồi đọc lớn lên coi. Bạn nữ hãy thể hiện vừa hát vừa làm những động tác đáng yêu đến khi nào chàng trai bật cười. Cái này có vẻ dễ hơn nè, cái này làm trước đi. Cái đó khó hơn. Dạ, khó hơn hả? Tại vì em hát không hay. Thì em qua trước đi, em thực hiện yêu cầu của bạn gái được không? Dạ, em mắc cỡ. Nhớ xin mẹ đứng ngoài kia nữa kìa. Bây giờ anh xin cho mặt em mà em có thể cho anh nắm tay cái làm quen em thằng nào xin cô cho con nó nắm tay nhớ hơn được không? Này giống bắt tay công việc quá vậy. Đấy, rồi đâu còn tỏ tình. Hôm nay em gặp anh gặp em thì cái cảm xúc trong người như thế nào mình nói chân thành nha. Gặp em là anh thấy vui mừng. Có ngày ngày hẹn hò trên chương trình này. Trước hết là cảm ơn chị Cát Tường dẫn chương trình. Cái đó là tỏ tình đó hả? Không giờ ông tài đây không mất cỡ. Nói hoài vậy, nói cho cái gì câu nó hay coi. Em cho anh cơ hội hay là mình hẹn hò nhau em, được em không? Em cho anh cơ hội có thể tiến xa với em hơn. Được không em? Đồng ý cho anh không em? Anh ở bên mình tăng nè, sát bên nè. Em ở quận 10 thì cũng gần không xa. Dạ anh đừng nói địa lý. Tại vì em cũng không rành địa lý lắm. Rồi thôi được rồi, về chỗ đi, hoàn thành rồi đó. Rồi đó là yêu cầu của thực hiện của ảnh rồi, tới phiên em. Bây giờ em hát một bài sao mà ảnh nghe mà ảnh vui ảnh cười là được rồi. Nếu thích em thì anh hãy nói ai nì. Anh thương em mà sao không nói ra hỡi chèn. Nếu thích em thì hãy nói ngọt ai nì. Lòng thành hỏng trong từ đây. Bài nhạc nó hay lắm. Cười rồi, bạn trai cười rồi, được rồi. Bài nhạc nó nghe hay lắm. Dễ thương đúng không em? Rồi thì bây giờ hai bạn còn muốn nói gì với nhau nữa không? Cho hai bạn thêm một cơ hội nữa. Rồi chúng ta sẽ đưa ra cái quyết định là mình có bấm nút hẹn hò hay không. Em muốn hỏi anh là anh theo đạo nào á? Anh không có đạo nào, đạo Phật à? Anh theo đạo Phật à? Dạ tại vì em cũng theo đạo Phật nữa. Rồi còn gì nữa không? Dạ không. Rồi em muốn nói gì với cổ nữa không? Hết rồi phải không? Mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường, nếu đồng ý thì hai bạn nhấn nút thật mạnh. Còn nếu không đồng ý thì mình có quyền lấy tay ra. Suy nghĩ thật kỹ nha. Có ba mẹ mình à, người nhà, anh chị em, bạn bè và khán giả đang theo dõi cái giây phút này. Mời hai bạn nhắm mắt lại. 1 2 3 Hết thời gian. Mời hai bạn qua đây. Bây giờ mình chính thức làm bạn trai bạn gái với nhau nè. Để tìm hiểu nhau nè. Cũng đã xin phép gia đình rồi. Thì bạn trai cố gắng lên nha. Đây là một cô gái cũng thuộc đặc biệt, hiếm có. Nếu mà hai bạn thành đôi thì rất là tuyệt vời. Rồi hai bạn nắm tay nhau đi ạ. Chào bạn Quang đúng không ạ? Bạn Quang giới thiệu đôi nét về bản thân mình ha. Họ, tên, tuổi rồi các công việc quê quán của mình nha. Rồi
Quang ơi, Quang nghe rõ mọi người nói không? Với khuôn mặt này là hình như chưa nghe. Em không Alo? Nghe mọi người nói gì hả? Nghe là đã trả lời rồi. Ủa sao kỳ vậy? Anh này thông minh lắm chị, dạ em xin lỗi ạ. Nhưng mà anh có nghe nói mình tên Minh. Trời, người ta tên Minh mà bảo tên Quang, hèn chi gọi Quang mà người ta không thưa. Rồi. Tên Minh đúng không ạ? À? Nào Minh giới thiệu đôi nét. Dạ đúng rồi, Minh ạ. Ừ, họ tên, tuổi rồi công việc quê quán của mình Minh ha. Dạ. Em chào mấy chị, em tên là Minh. Hiện tại thì em 34 tuổi. Em cái gì quê Minh đồng à? Dạ em tên là Nguyễn Anh Minh. Sinh ngày 20/6/1989. 1989. Rồi, quê Đồng Nai đúng không? Dạ quê Đồng Nai. Hiện tại thì em làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Rồi, Minh làm công việc gì em? Dạ, hiện tại thì em làm công việc văn phòng mà chị. Cụ thể là làm gì ở văn phòng? Dạ thì em làm tư vấn tuyển sinh. Tư vấn tuyển rồi, sinh. Rồi làm chủ nhiệm ở trường du lịch. Chủ nhiệm trường du lịch á hả? Dạ trường Sài Gòn Tourist ạ. À rồi, chủ nhiệm. Dạ ngoài ra thì em cũng có kinh doanh online rồi có mở một quán ăn nhỏ nhỏ. Trời ơi, làm nhiều việc thế. Kinh doanh online. Kinh doanh online, kinh doanh mặt hàng gì Minh? Dạ em bán khô bò, bán nước hoa, bán mấy cái đồ hàng xách tay nữa. Ừ. Dạ. Rồi mình cứ đăng bài lên rồi ai mua thì mình order về đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Ừ. Rồi, mình giới thiệu đôi nét về bản thân mình, về những cái điểm mạnh, điểm yếu, rồi tài lẻ của bản thân mình ấy. Dạ, em thấy điểm mạnh của em đó là nấu ăn ngon. Dạ. Ừ. Rồi, có rất... ăn mà nấu ăn ngon rồi. Nhưng mà em nấu ăn ngon nhưng mà không phải là bếp chính. Dạ, em có bếp khác. Thì em rất là vui vẻ, hòa đồng. Rồi, mình nói tiếp đi Minh ơi. Có tật xấu gì không? Có hút thuốc hay nhậu gì không? Dạ, em thì... từ nhỏ đến lớn em chưa bao giờ cầm bao đi thuốc luôn nè. Ừ. Rồi nhậu nhẹt thì sao? Vậy có tật xấu gì khác không? Nhậu thì khi nào mà đi tiệc. Đi tiệc thì em mới... Dạ, âm thanh đó em thấy nó bị dội lại đấy chị. Dạ. Hay là do điện thoại của mình ta? Rồi em nghe bây giờ nó còn bị vội không? Vẫn bị dội đúng không? Dạ khi mà em nói thì nó dội rồi hết rồi chị. Ừ. Dạ. Vậy là do điện thoại của mình quá hả ta? Đúng không? Giờ đang bị dội không? Em nói thử dạ. Coi. Dạ. Dạ hết rồi. À, à có chị vẫn còn. Vậy là do điện thoại của Trúc á. Rồi rồi thôi được rồi để mình tắt. Rồi em bây giờ em nói thử em còn bị dội không? Alo, alo. Rồi, ok rồi đúng không? Dạ ok rồi ạ. Rồi ok, vậy thì Minh đã từng trải qua mấy mối tình rồi em? Dạ em thì từng trải qua hai mối tình chính thức và có những mối tình không chính thức. Ừ. Không chính thức là bao nhiêu mối tình? Dạ em nhớ là khoảng hai mối tình đó chị. Ừ. Là hai người quen nhau nhưng không có tỏ tình, không có công khai hay là sao? Dạ cũng có, không có công khai nhưng mà cũng có tình cảm với nhau đó chị. Ừ. Nhưng mà không có đến được với nhau. Rồi. Rồi bây giờ là em muốn tìm một mẫu bạn gái như thế nào Minh? Dạ, thì mẫu bạn gái của em thì dễ thương. Ừ. Hiền lành và quan trọng là biết quan tâm gia đình. Dạ. Ừ. Dễ thương. Hiền lành. Biết quan tâm gia đình. Rồi ngoài những cái này ra thì về hình dáng, về tuổi tác, về những cái có thể đo lường bằng mắt thường, bằng cái tính toán thông thường thì sao? Dạ tuổi tác thì nhỏ hơn em là được chị. Ừ. Dạ.
Nhỏ hơn em. Dạ, năm nay em 34 Mấy tuổi thì thì đúng? nhỏ hơn em là 33 trở xuống. Ừ. Dạ. Tức là nhỏ hơn em từ 1 tuổi trở xuống đúng không? Dạ thì nhỏ hơn em bao nhiêu tuổi cũng được. Nên đừng nhỏ quá thôi. Từ 1 tuổi, ok. Rồi quê quán này, công việc này, có yêu cầu gì không này? Dạ thì em không yêu cầu gì đặc biệt về công việc. Bạn Ừ. đó có công việc, nói chung là có công việc là được, Ừ. không có yêu cầu gì đặc biệt. Thì quê quán thì khu vực miền Nam. Dạ. Ừ. Dạ. Ừ. Vực mình lên. Rồi, có điểm gì em không thích ở bạn gái không? Em không thích bạn gái có thể là ăn nhậu nè, rồi hút thuốc hoặc là xăm chỗ. Đó. Ăn nhậu, thuốc thuốc xăm chỗ, nhưng mà Nếu xăm nhỏ được không? dạ xăm ở trong người thì không sao, nhưng mà đừng có xăm ra bên ngoài Ừ. nhé. Xăm nguyên một con hổ đằng sau lưng thì được đúng Dạ em cũng có thăm một con thỏ. không? Xăm con thỏ hả? Có đội cái vương miện không? Dạ không, Rồi tại sao lại có hình xăm con thỏ đấy, vì mình thích hay là vì chiều lòng người yêu cũ hay làm sao? dạ em nói chơi đó chị. Tưởng là xăm có xăm thật. Dạ Ừ, em có bên theo đạo gì không? em là đạo công giáo, em cũng mong ước có một bạn đạo công giáo giống em. Ừ. Dạ. Em hình như Đồng Nai mà gốc Bắc đúng không? Dạ đúng rồi, em Đồng Nai, gốc Bắc, đạo công giáo. Nếu mà gặp người Ừ. Bắc tuyệt vời. Tức là nếu mà bạn gái mà người miền Bắc là tuyệt vời luôn hả? Dạ miền Bắc tuyệt vời, nhưng mà miền Bắc miền Trung thì cũng được, miền Tây cũng được, cũng không sao, nhưng mà quan trọng là có đạo thì quá tuyệt vời. Ừ. Dạ. Mà thêm bạn bạn gái mà người Bắc mà có đạo nó lại càng tuyệt vời hơn đúng Dạ. không? Cái đó thì ba mẹ rất là thích, Ừ. mẹ rất là thích, gia đình dòng họ rất là thích. Ừ. Cả dòng họ là cả dòng họ em là ngoài Bắc và ở hết trong này rồi đúng không? Dạ em thì gốc Bắc á, nhưng mà ông bà vào đây Bắc năm tư á chị. Bắc năm tư. Dạ Bắc năm tư vào đây từ lâu rồi, gốc thì Ừ. không còn nữa, nhưng mà vẫn nói giọng Bắc. Thì đến đến đời em vẫn còn nói giọng Bắc mà. Dạ Ok rồi, cảm ơn Minh nhiều ha. Thì có gì chương trình sẽ liên hệ lại với em khi mà mình dạ có người phù hợp, tức là có cái lịch phi hành phù hợp nha. dạ Ừ, ok. dạ cảm Cảm ơn ơn em. mấy chị rất là nhiều. Rồi dạ em Ok. Ừ, bye em. dạ bye bye ạ. Ừ. Rồi, hello Triều ha. Mình là Triều đúng không em? Dạ đúng rồi chị. Ừ rồi, Triều giới thiệu đôi nét về bản thân mình đi, họ tên công việc rồi nơi ở hiện tại của mình nhé. Mình đang ở đâu, có việc gì Dạ em tên là Nguyễn Trung Chiều, hiện tại em đang ở Vĩnh Long. Hiện tại em đang làm bên công ty dầu nhớt đó chị. Nguyễn Trung Triều đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi, Nguyễn, Triều là sinh năm mấy em? Dạ em sinh hiện tại em sinh năm 94 chị. 1994, đang ở Vĩnh Long, sống sinh ra và lớn lên ở Vĩnh Long luôn hả? Dạ đúng rồi. Rồi, mình đang làm bên công ty dầu nhớt thì cụ thể là mình làm công việc gì em? À, em làm bên nhân viên kinh doanh của dùng nhớ. Ừ. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của em là gì này? À, điểm mạnh của em thì em không, em yếu là em hay gục ghè lắm, còn điểm mạnh của em Ừ. thì hòa đồng với các bạn, nói chung là đi đâu cũng vui vẻ với các Ừ. Rồi còn điểm mạnh đặc biệt nữa không? hết. Dạ nói chung là hay tập trung vô công việc nhiều quá nên ít coi tầm bạn Ừ. gái nhiều. Ừ. Được mấy mối tình rồi? Dạ được 2 mối tình lâu nhất. Ừ. Alo. Ừ, em chia sẻ tiếp đi. Dạ em được Mối hai tình mối của tình em lâu nó như nhất. thế nào? Ừ, mối tình của em nó như thế nào? Em được 2 mối tình lâu nhất là mối tình 7 năm, và mối tình mới đây em mới đây khoảng cả tầm 2 năm, và em đến đây Ừ. gần 1 năm. Ừ, một mối Dạ tình 7 năm là sao chia tay?
Cũng đó là lúc về kinh tế vật chất với chung mọi thứ cần cần nên là thôi nên mình kết thúc cũng theo đó lúc rồi, hay là không nói là mình không hợp nhau đi cho nó dễ. Ừ. Không hợp nhau vì mới tính 7 năm là mình chưa có kinh tế đúng không? Dạ. Ừ. Rồi, vậy em muốn tìm mẫu bạn gái như thế nào? Nói chung là bạn gái thì hiện nói chuyện hay là quan tâm chăm sóc hay là hai người chia sẻ với nhau tất cả công việc với lại mọi thứ cho cuộc sống là được rồi. Em cần người đó. Tuổi tác ngoại hình thì sao em? Ngoại hình của em thì em cần khoảng cỡ tầm 1m6 đó lại được rồi. Rồi. Quê quán thì sao em? Dạ. Quê quán của bạn gái thì sao? Em cũng không biết, quan trọng là người ngoài hay miền trong, miễn sao mà mình nói chuyện với nhau là nó trao đổi với nhau nó nhiều thứ tốt hơn là được rồi, không quan trọng miền nào cả. Ok. Dạ. Rồi, ok, chị cảm ơn Triều ha, có thông tin gì thêm thì chương trình sẽ liên hệ với em sau nha. Dạ, ok chị. Ừ, rồi, cảm ơn em. Dạ, cảm ơn chị. Dạ sao vậy? Rồi chào anh. Anh nghe rõ không ạ? Có, anh nghe nghe đâu, anh nghe nghe đâu. Dạ rồi, bây giờ ở đây thì có ekip của chương trình thôi anh ha. Em là biên tập Thanh Trúc ạ, còn có biên tập Tuyết Nhung và Thi Anh nữa. Rồi. Thì bây giờ mời anh giới thiệu bản thân giùm em nha, họ tên, công việc, quê quán của mình ạ. Anh thì sinh ngày 15/3/1975. Quê ở xã Ngọc, Hà Thất, Hà Nội. Anh làm nghề mộc tự do, thiết kế và nhận công trình nội thất. Ừ, mộc hả? Là anh tên làm ở nhà hay là sao, anh mở cửa hàng hay như thế nào ạ? Anh thì xưởng tại nhà, anh nhận các công trình ở ngoài Hà Nội, các tỉnh thành. Dạ. Rồi, cái đó mình có mở công ty gì không anh hay là mở xưởng gì không? Mình làm tự do em. Dạ. Rồi, anh chia sẻ một chút về cái điểm mạnh, điểm yếu với lại cái đường tình duyên của anh nha. Anh thì cũng trải qua một lần rồi. Thì hiện tại anh có một đứa con gái sinh năm 12, cháu đang ở với mẹ. Anh thì chia tay được 5 năm rồi. Thì từ đấy anh đến giờ anh sống. Rồi lý do làm sao mà mình chia tay anh? Thì nói thật là vợ anh hơn anh nhà sập cổ với bạn. Thì anh cũng tin vào nhưng mà nó không nghe. Thì bắt buộc phải chia tay. Dạ rồi, chia tay được bao lâu rồi anh, ly hôn được bao lâu rồi? Đến bây giờ được 5 năm rồi. Rồi, 5 năm đó mình có tìm hiểu ai không anh? Nói chung là mình cũng chưa tìm hiểu được. Cái đây ba năm mình không vấn. Rồi bây giờ thì vậy thì bây giờ anh muốn tìm một cái người như thế nào, anh mô tả kỹ giùm em nha, ngoại hình, công việc, tuổi tác luôn. Anh muốn chú để tuổi kém anh, kém anh hơn một giáp. Kém hơn một giáp á hả? Đúng rồi. Là có nghĩa anh 75 thì cô đó khoảng 85, 87, 88 gì đó đúng không? Khoảng 90, 91 gì đấy. Ừ. Làm sao vậy? Sao muốn là cái cô mà nhỏ hơn giáp rồi sợ khác biệt khoảng cách đồ không? Anh muốn anh về là cũng về xin lỗi. Ừ. Là bây giờ muốn sanh con trai hay sao? Nói chung là muốn sinh con trai. Dạ. Rồi, rồi sao nữa? Cô đó ly dị rồi mà đang có đứa con gái được không? Cũng được, quan trọng là sống thì lòng phát thức, năng nguyên, trung thủy. Dạ. Rồi, quê quán ở đâu được anh? Anh muốn gần gần. Nói chung là phải theo anh đúng không? Bây giờ thì anh có nhà riêng hay đất gì hay là sao rồi? Anh được. Dạ, có nhà riêng ha anh hả? Ừ. Ừ. Rồi, rồi anh yêu cầu gì về cô đó không? Tròn, mập gì được không? Anh không cần một nắng, một nắng người. Ừ. Dạ, anh yêu em.
Giờ rồi nhưng mà ly hôn là có con được ha? Cũng được mà. Dạ. Độc thân thì Rồi. có thân có con cũng được mà. Rồi bây giờ anh thì có cả tài ca hát gì không? Có tài lẻ nào không á? Anh thì yêu ca nhạc mà nhạc mà ăn. Ừ, yêu ca nhạc lắm hả? ừ. Rồi lên chương trình kiếm bài hát được không? cũng được Giờ thuộc bài nào không? anh hát đoạn Rồi dạ anh hát vài câu cho tụi em ha. Anh hỏi em rằng rằng sau này chúng mình nếu được thành đôi, em ước mong gì? Thật lòng mong ước, hãy nói đi em đừng ép, nếu đôi mình đã thật lòng yêu rồi em chớ giấu hay ngại và thẹn thùng. Lạy người yêu ơi, chẳng tỏ về sao em cũng biết đến ai yêu rồi chẳng rời nhau. Không có đoạn Rồi, ok, cảm ơn anh ạ. À. Nếu được chọn á, thì anh có thể đang nhìn thấy hình ảnh của mình qua điện thoại á, cho nên anh cứ vui vẻ thoải mái chủ động chia sẻ với em ha. Đầu tiên là mình sẽ giới thiệu những cái thông tin cơ bản trước, họ tên, tuổi, quê quán và công việc của mình là gì nha. Rồi mời anh. Còn mình tên là Cao Văn Định, sinh năm 1985, quê ở huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình, đang làm việc tại quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Mình làm công việc gì anh? Mình làm công việc công ty nhựa. Công ty nhựa hả? Cụ thể là mình làm gì trong đó? À, mình làm ở bên mảng bảo vệ. À, bảo vệ của công ty nhựa đúng không anh? Vâng. Rồi, mình làm như vậy thì cái thu nhập của mình như thế nào ạ? Thì bình quân khoảng tầm 10 triệu 600 tầm đó. Dạ rồi, trước đây là anh đã từng lập gia đình chưa anh? Mình có lập gia đình cách đây 6 năm nhưng mà không may thì vợ bị tai nạn giao thông, và hai vợ chồng tai nạn giao thông mà vợ mất còn mình sống lại. Ồ, là hai vợ chồng cùng bị luôn. Hai vợ chồng cũng bị nhưng mà chồng thì sống còn vợ thì chết tại chỗ. Trời ơi, vậy đó hả? Là anh là có bị thương tật gì không? Mình nặng lắm nhưng mà cũng may, chắc là phúc nhà hay cái gì cũng cứu lại sống được. Là anh bị gì? Bị đầu với bị tai, bị sườn, được bị nhiều lắm, nói chung là gân khớp các thứ nhiều, ba chấn thương rồi. Vừa mất mà đâu có, vừa mất mà không có biết. Có nghĩa là cách đây 6 năm rồi hả anh? Có nghĩa là 6 năm đó thì là anh sau năm 6 năm thì anh có tìm hiểu ai khác không? Đúng rồi. Là mình đã có con chưa anh? Chưa, mình chưa có con. À, chưa có con. Rồi, sau đó là anh có tìm hiểu ai khác không? Chung cũng có quen vậy thôi, còn mình chưa xác định, chưa muốn đi bước nữa. Rồi bây giờ anh mong muốn tìm kiếm một người như thế nào ạ? Nói chung thì cuộc sống thì nó rộng mênh mông lắm, nhưng mà ai hiểu mình hiểu ta thì Rồi tìm người hiểu mình ha. Về tuổi tác, vùng miền, công việc thì sao ạ? còn cái đó không quan tâm, miễn sao hiểu nhau, còn tuổi tác vùng miền thì không quan tâm đến. Rồi. Rồi Đặc còn yêu biệt cầu gì đặc biệt nữa không anh? không, anh mình chỉ yêu cầu bằng tiền thôi. Dạ rồi, ok, cảm ơn anh Định nha. À, hôm nay chỉ là cái buổi cát đầu tiên thôi. Nếu mà mình được chọn thì chương trình sẽ thông báo cho mình biết nha. Vâng. Dạ rồi, cảm ơn anh ạ. À.